của mọi người nha. Nhớ nha, đăng ký kênh này, like clip này của mình này và comment xuống tên nhân vật. Thật ra thì mình mới chính là kẻ giả mạo nha mọi người. Mình chính là ông Thịnh Yuka Fake của mọi người đây. Và tất cả những bạn đây đều bị mình lừa suốt bấy nhiêu thời gian qua. Xin chào hết tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay, lý do tại sao mà mình lại nói mình là kẻ giả mạo. Có bạn nào nghĩ trước giờ mình là người giả mạo không mọi người? Có bạn nào nghĩ trước giờ mình không phải là Thịnh Yuka thật không mọi người? Mình thật sự không phải là Thịnh Yuka nha. Chắc là các bạn nhầm rồi đó. Rồi, lý do tại sao mình nói như vậy thì các bạn xem kỹ clip ngày hôm nay của mình thì các bạn sẽ biết được nha. Lý do tại sao mà Thịnh Yuka hiện tại là fake nha. Vào cái khoảng thời gian mà tầm đâu đó chắc cũng phải là gần 3 năm các bạn ơi. Đâu? Đúng rồi, gần 3 năm á, nói chung là cũng hơn 2 năm trước á mọi người. Thì cái tên của mình á, nó không phải tên là Thịnh Yuka nha mọi người á. Đó không phải là tên Thịnh Yuka YouTuber nha. Bạn nào mà tu lại clip ngày xưa á, thì các bạn sẽ biết được. Hồi đó bạn nào xem mình á, thì các bạn sẽ biết nha. Tên của mình thật ra không phải là tên này. Tên này mới là tên Fake nha mọi người. Tên của mình á, là cái tên Thịnh Yuka nha. Lúc đó thì mình chỉ để tên như thế này thôi. Tại vì lúc đó là mình có chơi với lại Ban nè, với Mậm nè. Thì mỗi người sẽ đặt mỗi cái tên khác nhau, chứ không có cái chữ YouTuber ở đằng sau đâu. Thì đây các bạn coi, cái Thịnh Yuka đây mới là tên của mình nha mọi người. Đây là tên của mình. Và cái ạc này nó cũng là real, mà cũng không phải real luôn, mà fake thì cũng không phải fake luôn mọi người. Thì nó có lý do hết thì mình sẽ nói rõ cho các bạn nghe, các bạn hiểu một lần nữa nha. Lúc trước á, tên của mình là Thịnh Yuka, nhưng mà trong một cái đợt nào đó mình có làm một cái clip á, thì vô tình mình có lỡ mình đổi qua cái Thịnh Yuka YouTuber mọi người. Thì mình vừa đổi qua xong luôn á, là cái ạc này nó đổi về Thịnh Yuka liền luôn nha mọi người ha. Nó đổi về Thịnh Yuka liền luôn, có nghĩa là cái tên của mình vừa bị cướp luôn nha mọi người ha. Mình vừa đổi qua tên khác là cái tên cũ, mình vừa bị cướp liền luôn. Là lúc đó thì mình không thể nào mình đổi lại cái tên cũ được. Như vậy thì cái tên này mới đúng là cái tên real của mình nè, đúng là cái tên thật của mình luôn. Và ạc này có phải là ạc phụ của mình hay không, có phải là ạc real của mình hay không, thì vẫn là một điều bí ẩn với rất là nhiều bạn luôn. Các bạn thấy không, tự dưng đâu phải có một cái ạc Fake nào mà tới 37.000 lượt tham gia xem tường hồ sơ đâu mọi người. Cũng đâu phải một cái ạc Fake nào mà có 725 bạn là vào nhà thăm, với lại là hơn 200 fan cứng luôn nha. Hơn 200 fan cứng ở trong này luôn. Tự dưng lại một cái ạc Fake mà được nhiều người biết như vậy, nó cũng hơi vô lý đúng không mọi người? Rồi các bạn coi, một cái ạc Fake mà ngày nào các bạn cũng vào trong này, các bạn ký tường thì cũng hơi sai sai. Rồi để mình nói cho các bạn hiểu luôn. Thật ra cái bạn này ngày xưa nha, ngày xưa là cái bạn này vẫn còn chơi game, và lúc đó là bạn này vẫn biết mình nha. Bạn này có tele qua chỗ mình rồi, và lúc đó là bạn này tele qua mình với cái tên này luôn nha. Bạn đã đổi tên Thịnh Yuka xong, bạn này tele qua mình luôn. Nhưng mà lúc đó thì mình không có kết bạn, mình có nói với bạn này á là đổi lại tên đi rồi anh sẽ kết bạn. Đó, thì sau khi mình nói đổi lại tên đi, mình kết bạn á, thì mình thấy bạn này off game luôn mọi người. Bạn này quyết định là off game, không có chơi game nữa luôn nha. Và từ đó đến bây giờ là chắc cũng 820 mấy ngày, thì cũng hơn 2 năm rồi các bạn ha. Hơn 2 năm rồi là bạn này không có ở trong game đâu. Và bây giờ á, nếu như bạn nào xem clip của mình á, mà biết được cái chủ sở hữu của cái ạc này á, là ai á, thì nói cho cái bạn này á, là làm ơn đổi thành tên khác đi, để mình có thể quay trở về cái tên cũ của mình nha. Chứ bây giờ thật sự cái tên của mình nó mới là tên Fake nha mọi người. Mình mới chính là kẻ Fake chứ mình không phải là real đâu. Cái tên này mới là tên Fake của mình nè. Lúc đó thì mình vô tình mình thêm cái chữ YouTuber ở đằng sau. Thì lúc đó mình nghĩ là thêm cái chữ này vào á, cho mọi người biết là mình làm YouTube á mọi người. Nhưng mà thật ra tên của mình nó là tên Thịnh Yuka nó mới đúng cơ. Quay nữa, có thể là ạc cũ của anh Thịnh mà. Không phải là ạc cũ của mình nha, nhưng mà là cái tên cũ của mình, tên real của mình á. Hy vọng thì bạn này còn chơi game. Đây mọi người thấy không, trời ơi các bạn chửi quá trời chửi luôn mọi người ơi. Ngày nào các bạn cũng tele, các bạn cũng tìm cái ạc này thôi à. Mình thực sự rất là buồn luôn, tại sao không tìm cái ạc hiện tại của mình lại tìm cái ạc này của mình. Ạc cũ của anh Thịnh á, ạc cũ của anh Thịnh thôi mà, real hay fake vậy. Đây mọi người coi nè, trời đất ơi mấy bạn đều bảo là ạc cũ của mình hết. Anh không có một cái ạc cũ nào mà tên như thế này nha. Đây là cái bạn ngày xưa lấy cái tên của anh đó mọi người. Và cái bạn này sau khi lấy tên của mình xong á, là bạn này nghỉ game luôn. Bạn này quyết định là lấy cái tên này luôn, không có trả cái tên cho mình. Nên là mình rất là buồn luôn. Mọi người coi nè, ạc cũ đó không tìm hiểu mà cứ nhắn lung tung mà. Không phải ạc cũ của anh nha mọi người ơi, đây là cái tên cũ của anh đó. Buồn lắm luôn mọi người ơi. Giờ có cách nào các bạn giúp mình lấy lại được cái tên này không mọi người? Mình muốn lấy lại cái tên này cực kỳ luôn. Bây giờ mà mắc cái tên này thì nghĩ cũng buồn, các bạn cứ tìm cái tên này hoài thôi à. Ấy, thế nên là bấy lâu nay á là mọi người luôn luôn tìm cách
gõ cái tên Thịnh Du Ca xong rồi các bạn tìm được cái ạc kia, nên là mình cũng thấy hơi nó buồn buồn trong người một tí nha mọi người. Nhưng mà không sao, hy vọng là sau cái clip này của mình á thì các bạn sẽ biết được đây mới là cái ạc hiện tại của mình. Và à đúng rồi, có một điều nữa là mình không hề mở một cái shop game nào hết nha mọi người ha. Các bạn đừng có bảo là mình có shop game nha, mình không có shop nào hết, tất cả những cái shop đó đều là giả mạo mọi người, giả mạo mình hết nha. Đây là các bạn cẩn thận khi mà các bạn làm gì đó nha, mình không có shop game đâu nha. Rồi quay trở lại clip ngày hôm nay, đó chính là cái gói phản diện lớp học đã ra rồi nha, cô gái phản diện nha. Đó, nhưng mà sau khi ra cái gói này xong thì mình có đọc lượt qua một số cái bình luận của mọi người trên nhóm á, thì các bạn đều bảo là cái gói này xấu như vậy sao, có đúng mỗi một cái món tím như vậy mà với giá là 100k nha mọi người ha, 100k thì mình thấy nó có hơi là đắt đắt một tí. À, đồ này có nhiều bạn còn nói là nó còn xấu hơn cả cái đồ game bán mày kim cương nữa nha mọi người. Trời ơi, nghe nó buồn thiệt luôn á. Nhưng mà công nhận thì cũng đúng, có mỗi cái áo là được vớt phát này một tí thôi. Áo thì mình thấy đẹp, cho các bạn cosplay học sinh cá biệt để các bạn làm phim thì cũng hay đó mọi người ha, cũng được. Rồi, tiếp tục nữa, hôm nay là ngày thứ mấy nhờ? Mình nghe nói là chiều nay sẽ có thông tin cập nhật cho mọi người đúng không? Hình như là chiều nay có nhá hàng thả thính hay sao á, thì mình cũng chưa có rõ nữa. Hy vọng là chiều nay có thì ngày mai thì mình sẽ đăng lên sớm cho các bạn coi nhá. Rồi, đến cái phần mà mình mở hộp đi. Mình còn thiếu mỗi cái mặt chanh nữa là xong à. Thiếu mỗi cái mặt này luôn á. Eo, khó ra lắm các bạn ơi. Thề, cái mặt khó mở lắm luôn á. Bữa mình mở ra được cái xe, cái quầy nước làm chanh á là mình mừng hết cỡ mừng luôn á. Một cái bàn hình con rùa nha. Bữa mình mở được cái quầy nước làm chanh là tôi vui hết chỗ tả luôn. Rồi, lại là cái giường thú cưng nữa. Hôm bữa giờ mình quay clip mình toàn mở ra được cái giường thú cưng luôn. Cái gì vậy trời? Ok, lại một cái lều cá mập nữa. Rồi, nói chung thì hôm nay cũng không có cái gì mới đâu. Mà có một cái quan trọng là tụi mình sẽ nhận được cái mốc phần thưởng băng đô. Ủa, khoan từ từ, miễn phí nha mọi người, miễn phí nha. Cái này thì mọi người có thể phối cho mình cái set đồ kỳ lân được trước á. Nó nằm ở đâu ta? Nằm ở dưới cùng. À đây, hình như là đây đúng không mọi người nha? Hình như là đây đúng không? Phải cái này không mọi người? Cái này nè, chắc là cái này rồi. Đó mọi người thấy không, mình thấy nó cũng hợp nha. Rồi nếu như muốn hợp hơn á thì mọi người nhớ phối luôn cho mình cả một cái cầu vồng ở sau lưng nha. Một cái cầu vồng ở sau lưng đó chính là cái đôi cánh cầu vồng. Đâu mất tiêu rồi nhờ. Cái này thì cũng được nhưng mà nó không giống lắm các bạn. Cái này mới đúng nè. Đó có nghĩa là mình có full một set cầu vồng luôn mọi người, mình có full một set cầu vồng luôn á. Còn tóc thì mọi người cũng có thể đổi lại cái tóc cầu vồng cho mình luôn đây. Đó tóc cầu vồng này mọi người thấy không? Đó mọi người thấy không, nói chung là full một set cầu vồng luôn. Trời đất ơi, đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. Rồi giày các bạn cũng tìm cho mình một cái đôi giày cầu vồng luôn. Bạn nào thích chơi nổi thì chơi giống như mình nha, chơi nổi đi cái chơi như mình luôn. Một cái đôi giày kỳ lân luôn, nhìn cũng đẹp, cũng sặc sỡ đấy mọi người. Ok, đây đúng là một set đồ cầu vồng luôn mọi người. À trời đất ơi, trời đất ơi. Ơi, quẩy cái chữ thiệt chứ, quẩy cái chữ anh em ơi. Rồi, sự kiện hôm nay này cũng sắp hết rồi, 7 ngày nữa các bạn ráng đợi nha. Bốc thăm một vé ra xe dâu luôn. Một vé ra xe dâu. Uầy, ngày nào cũng vậy ta. Sau khi mình đăng cái clip này lên xong á, hy vọng các bạn sẽ xem clip này của mình và sẽ biết được đâu mới là real, đâu mới là fake nha. Mặc dù tên của mình là tên fake nhưng mà ạc của mình là ạc real nha mọi người. Uầy, nói chung cũng khá mệt mọi người. Mình muốn về tên cũ lắm luôn á, cho các bạn có thể tìm cho nó dễ. Tại vì đa số những bạn ngày xưa chơi game á đều tìm cái tên Thịnh Du Ca thôi à, các bạn không có thêm cái chữ YouTuber ở đằng sau á, nên là các bạn cứ tìm ra được cái ạc đó thôi. Đúng là tên real của mình đó nhưng mà cái ạc rất là fake nha mọi người ha, buồn ghê luôn á. Rồi, quay trở lại. Ê, cái gì vậy? Trời đất ơi, đáng lý là mình phải đợi nó qua chứ. Ồ, cái gì vậy trời ơi. Thôi không sao các bạn ơi. Không sao. Hên á, cũng rô đầu á. Cái này mà vô rô cứu chắc hồi nãy giờ mình không chơi được luôn á. Không sao nha. Làm lại được. Bình tĩnh nào. Ok, rồi, hai bạn về đúng không? Ba bạn về, mình hạng 4 cũng được. Rồi, hạng 4 nha. Mà công nhận luôn á, dạo này mình thấy mấy bạn bên Việt Nam mọi người, đa số các bạn chơi game rất là hay luôn, chơi thiệt trò chơi á. Càng ngày thì nói chung thiệt trò chơi bây giờ thì cũng bấy nhiêu map thôi mà các bạn cứ luyện đi luyện tới luyện lui á thì các bạn sẽ lên trình nha, chơi cực kỳ hay luôn. Bữa giờ mình chơi game á, mình gặp toàn là mấy bạn bro luôn á. Chơi hơi bị hay luôn. Cố lên mọi người ơi, hai bạn cuối cùng nữa thôi. 22. Cố lên, nhảy qua luôn. Ờ đúng rồi. 23, 24. Yeah. Rồi, 24 bạn nha. Hy vọng là hôm nay mình sẽ vào được vòng trong nha mọi người. Eo, sáng ra các bạn nhận được cái cầu vồng kìa. Trời ơi, ai cũng để cầu vồng lên đầu luôn. Nhìn cũng đẹp với mọi người, các bạn phối chung với lại cánh cầu vồng á, nó đi chung một bộ với nhau nha. Rồi thứ hai, bánh xe chướng nghiệp vật hả? Trời, vô ngay cái map này nữa, map này đâu có gì đâu chơi mọi người. Map này không có gì để chơi luôn á.
Tính ra là mình thấy cái map này là chán nhất luôn mọi người. Map này nó không có gì để mà mình chơi luôn, đứng yên một chỗ hoài à. Thôi cũng được, không sao hết. Map này đông mà, 24 bạn đúng không? Theo các bạn cái map này còn bao nhiêu người? Cho các bạn đoán luôn á. 24 bạn. Còn 23 hả? Map này dễ mà mọi người, đừng có chạy lung tung nha. Đông quá đừng có chạy nha mọi người. Nhiều lúc các bạn chạy á, xong rồi các bạn lỡ mà có đụng cái đít của ai á, là các bạn sẽ bị rơi á. Ví dụ tới khúc này này mà đụng rơi luôn á. Rồi 19 bạn nha. Ủa, cái map này mình nghĩ là các bạn đừng có chạy lung tung, đứng yên một chỗ thôi là các bạn cũng về đích được rồi nè. Cứ chạy qua chạy lại một chỗ thôi. Rồi đây, nhích qua nhãn tí nè. Trời ơi, 24 mà còn 18 bạn, 17 bạn. Thật luôn á hả? Cái gì vậy? Trời ơi, ok. Càng ít thì càng tốt nha, không sao hết. Càng ít thì càng tốt nha mọi người. Càng ít thì mình dễ có cơ hội mình vào được vòng trong hơn. Rồi, 17 bạn đúng không? Để coi thử còn bao nhiêu bạn đây, bao nhiêu bạn đây. Đây đây, mình thấy cái bạn kia kìa, cái bạn kia kìa. Ớ, không rơi luôn kìa. Thế thì hay đấy, 16 bạn rồi. Hai bạn nữa đi. 16 nha mọi người ha, 16 nha. Ok, 16. Rồi, cũng được. Ha ha. Cũng căng đấy mọi người. Mình thấy cái map này hình như có mấy bạn chơi cũng khá hay đấy. Mọi người xem thử có tên của mọi người ở trong này không mọi người. Nhiều lúc mình quay clip á mà mình tắt chat á, mà các bạn có vô tình mà chơi chung map với mình á, thì nhớ lên kênh của mình xem nha. Thường thường là mình quay tiệc trò chơi là mình sẽ bấm quay hết luôn á. Mà chơi tiệc trò chơi là mình sẽ bấm quay hết á. Nên là các bạn nhớ lên kênh của mình, các bạn xem. Biết đâu được lên TV sao đúng không. Rồi, row thứ 3. À, Map tủ. Ơ, ơ, sao mình đi chậm vậy? Ấy, bị đẩy nữa kìa. Rồi, biết ngay mà. Cái map này là các bạn phải xuất phát sớm nha. Các bạn xuất phát muộn là không có đi trích được đâu á. Xuất phát muộn là các bạn đi không kịp á, là bị đụng ngay. Thôi kệ, không sao mọi người. Dù gì cũng mới row thứ 3 mà. Thôi cũng được. Nhưng mà buồn ghê nhờ. Ơ, à, ai nữa rồi. Thề luôn, mỗi lần mà mình đi muộn mà tới mấy cái quả bong bóng này là mình hay bị đụng lắm. Nữa nè. Trời đất ơi, sao mà tôi buồn vậy trời. Thôi đi từ từ cũng được mọi người, đi từ từ thôi nha. Đi từ từ thôi. Ừ, qua nè. Rồi, đợi nó qua luôn. Mỗi lần mà mình bị té cái map này là y như rằng là mình mắc hết kỹ năng luôn á. Cứ đi là nó đụng, đi là nó đụng mà. Chưa có ai về hết nha, cố lên, chưa có ai về hết nha, vẫn còn nhiều lắm. Rồi, vẫn còn tới mấy bạn luôn mà. À, chưa có ai về luôn kìa. Hên cho mấy bạn là ván này mình bị lỗi nha. Mình bị đi chậm á, mình mà xuất phát sớm là hồi nãy giờ mình về đích lâu rồi đó. Hên cho mọi người đó. Này do mình xui chứ hên gì đúng không mọi người, do mình xui thôi. Ok, hạng 3 cũng được. Rồi, cố lên mọi người ơi, 11 bạn trong cái map này nha. Cố lên, cổ vũ mọi người ơi. Cổ vũ cho mấy bạn thì sớm nào. 4 bạn nè. 5 bạn nè. Rồi, tiếp tục nữa. Cố lên mọi người ơi, 6 bạn cuối cùng nữa thôi. 6 bạn nữa vào được vòng trong với mình nè. Cố lên. Cái đoạn này mình thấy dễ nhất luôn á. Cố lên mọi người ơi, 6 bạn nữa, cố lên. Chạy rô anh em ơi, 6 người nữa thôi. Ai đây, ai sẽ là người vào được vòng trong với mình đây. 6 bạn nè, 7 bạn nè. Rồi, tiếp tục cố lên, 4 bạn nữa thôi. 9 bạn luôn, rồi hay rồi. 2 bạn nữa mọi người, 2 người nữa kìa. Ok, 1 người nữa, tốt rồi. 1 người nữa. Rồi, xong nha, vào vòng trong nha mọi người. Hên á. Map này mà tôi không lỗi nha, mình không bị các bạn đẩy là mình lụm cái top 1 ngon lành luôn rồi. Nhưng mà mình cũng vào được vòng trong thôi. Không biết là mình có lấy được top 1 game này nữa hay không nữa. Khó quá mọi người. Khó quá. Ôi, round thứ 4. Map băng nha. Map băng mà vô vòng 4 thì nó cũng hơi lâu quá mọi người. Cũng hơi lâu quá. Không biết mình có nên đứng im tại chỗ không, để mình coi thử có ai phá không đó nè. Thường thường mấy bạn hay phá map này lắm. Mấy bạn toàn chạy cho nó vừa hết băng à. Vô. Ok, chắc là không có ai phá đúng không? Không có ai phá thì mình sẽ chạy vòng tròn nha mọi người ha. Mình sẽ chạy phía ngoài trước nha. Đó, đúng rồi, có mấy bạn phá phía trong kìa. Ok, mình sẽ đi chạy phía ngoài đi. Mình chạy phía ngoài hết nha. Ơ, đừng cục rồi. Đố mọi người là map này sẽ có bao nhiêu bạn vào được vòng trong nha. Chưa gì mà mình thấy có 2 bạn nha. Đủ 3 bạn thì sẽ về đích được nha mọi người. 3 bạn lên bảng là sẽ về đích nha. Sẽ xong game nha. 1 bạn nữa, cố đi mọi người ơi. Hy sinh 1 bạn nữa đi. Hy sinh 1 bạn nữa thôi.
chắc không ai chịu đâu. Rồi chắc là về hết luôn á, chắc không có ai rơi đâu. Ok, đấy vẫn còn 2/3 kìa. Một bảng nữa thôi mọi người, trời ơi, một người cuối cùng nữa thôi, một người cuối nữa. Ok rồi, tôi thấy có một bạn nhảy xuống kìa. Rồi xong nha. Wow, 8 người đã thành công nha. Rồi tiếp tục row thứ 5 nha mọi người, row thứ 5 nha. Uầy, vô ngay cái map đua vượt chướng ngại vật số 07 luôn. À. 8 bạn đúng không? 8 bạn thì cũng được. Cái map này á, mọi người có bao giờ các bạn nghĩ cái map này mà vô 24 bạn hay 30 bạn chưa? Thề các bạn không đi được luôn. Tại vì cái khúc cua á mọi người nó rất là nhỏ luôn. Ví dụ như map này mà 24 bạn chạy thì chắc mình nghĩ thua luôn, chịu thua luôn á. Không chạy nổi luôn á. Trời ơi nó chặt kìa. 8 bạn mình đã thấy hơi cứng cứng rồi. Rồi bỏ xa mấy bạn kia rồi nha. Ok luôn. Thấy thoải mái rồi đó. Lách này, lách trái này, phải này, trái này. Trái này, rồi qua phải này, nhảy luôn nha, khúc này nhảy nha. Rồi lách qua luôn. Ok. Mình hơi đi chậm map này, map này mình đụng hơi nhiều quá chứ. Map này mình đụng hơi nhiều luôn á. Nhảy luôn, rồi. 1:59 nha mọi người, cũng hơi chậm á, chậm nhiều luôn á. Rồi cố lên mọi người ơi, 3 bạn cuối cùng nữa. 3, 4, 5, rồi xong. Yeah. Càng các bạn ơi, càng ngày càng vào vòng trong là càng căng rồi đó. Trời ơi, càng ngày càng vào vòng trong là càng căng thẳng rồi. Mình thấy mấy bạn này chơi cũng hay lắm chứ không phải dở đâu. Cũng hay lắm đấy. À, rồi thứ 6 và đua vượt chướng ngại vật nha. Map này chỉ lấy có 3 người thôi. 3 người đúng không? Ok, map là lấy 3 người đúng không? 3 người. Căng nè. Để mình check map này cho mọi người, cứ đi sau mình nha. Để tôi check map cho. Cái gì khó cứ để mình lo nha. Ồ, qua luôn. Map này cứ để mình. Từ từ thôi, khúc này không ai giành với nhau đâu, ai muốn đi trước cũng được hết á. Từ từ để mình check thử coi. Rồi, không phải chỗ này nha. À chỗ này nè. Rồi tiếp tục nữa nè. Không phải chỗ này nha. Rồi. À chỗ này luôn, rồi tiếp tục check nha. À, cái chỗ này sao nó không xuống nè? Hình như đây phải không mọi người? Ơ. À, ở cái chỗ đó mình thấy chân của mình nó không bị lún mà. Hay là mắt của mình nhìn nhầm. Thôi không sao các bạn, không sao. Không sao, chấp mọi người đi trước luôn á, chết cho mọi người đi trước luôn cũng được á, mình làm người tốt một bữa cũng được, mà đi bên này cũng được. Trời đất ơi, khúc đó mình nhìn nhầm hay sao mọi người, mình thấy cái chân của mình đâu bị lún đâu ta. Rồi, ba bạn nha, thôi chắc mình chơi an toàn nha mọi người, khúc này mà mình té là thế nào, mình đụng một phát là thế nào, mình cũng bị mắc cho coi, mắc slot về vòng trong cho coi. Hai bạn ở đằng sau mình sát với nhau luôn kìa. Ồ, bị căng luôn á. Hy vọng là có ông nào ông đụng map này nha. Ờ, à, có ông bạn đụng kìa. Vừa nói xong luôn mà tóc xanh nha. Rồi, tóc hồng đụng cái nữa là ngon nè. Tóc hồng ơi. Ui, tóc hồng chơi cứng quá. Ok, tóc 2. Rồi, về luôn. Á, à, tóc xanh lại đụng nữa kìa. Bạn tóc xanh xui ghê luôn mọi người. Dẫn đầu nhưng mà cuối cùng lại không về được đích nha. Xui, chắc là khúc đó hơi bị rung đúng không? Rồi cuối cùng quyết định nha. Căng thẳng rồi. À, nó vô ngay cái map cũ luôn, trời ơi. Nó vô cái map cổ đại luôn. Thôi được rồi, không sao. Bình tĩnh nào. Nó vô ngay cái map huyền thoại luôn. Vô nè. Vô. Đó. Map này mà các bạn ưu tiên, các bạn sẽ đi bên trái nha. Đi bên trái nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Nhớ nha. Mình ở chính giữa nhưng mà mình cũng sẽ về bên trái luôn. Đó. Rồi, về ô màu đỏ luôn. Đó, đây đừng có lắng nha. Ơ lắng thế là toàn đấy. Không sao. Vẫn còn cứu được. Rồi chia nhau ra mà đi luôn nè. Chia nhau ra nè. Ôi căng thế. Sát mình luôn kìa. Nhảy qua luôn. Rồi căng thế. Ê, top 1 nha. Này thì giành top 1 với mình nè. Hên các bạn ơi, hên quá. Hên nó mình đi trước nha. Tính ra mình dùng nhân vật chân ngắn nhưng mình vẫn chạy hơn bạn này nha mọi người. Rồi, có 6 điểm trong tay liền mọi người thấy không? Đơn giản, lụm 6 điểm liền. Wow, ước gì có thể x2 mọi người ha. Mai mốt mà có thể x2 nữa mình sẽ dùng cái thẻ x2 lên cho nhanh hơn á.